Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính chúc quý vị và các bạn một ngày mới an lành. Hôm qua CC đi gửi hàng cho các bạn, trời lạnh 28 độ F. Cho nên là hôm nay bị cảm rồi, nằm mê man nguyên một ngày. Thì coi Facebook và nhận được một tin nhắn của cô em này. Thì CC nghĩ rằng là cô em này chắc đang buồn và thất vọng lắm. Cô em này nói rằng là "Chị ơi, em buồn lắm nhưng mà không biết tâm sự với ai." chị hãy cho em xin khoảng 30 phút thôi cũng được ạ. À. Em chia sẻ câu chuyện của em. Em mong đọc được những bình luận của khán thính giả của chị tâm sự. Nếu em sai chị bảo em cũng được. Nếu em đúng thì nói những lời yêu thương với em cũng được. Bây giờ em buồn quá em quẩn trí quá. Em cầm cái phone em cứ kéo lên kéo lên kéo lên em không biết coi gì. Cho nên là càng nghĩ càng nhức đầu Lâu rồi em có nhắn cho chị một lần Nhưng mà hình như chị không trả lời em Thì nếu mà chị chịu đó Giúp em trong lúc này đi chị Buồn lắm Buồn không thể tưởng được luôn Thì thật sự là CC đang bị nhức đầu các bạn Rất là nhức đầu luôn Nhưng mà thôi Cố gắng làm được cho ai đó một chút gì đó Để vui là được rồi Cô em này đó là cần niềm an ủi bình luận của các bạn để cô em đọc để cho bớt bớt buồn á cho nên là cô em nhờ cc chia sẻ câu chuyện này chứ cô em này không hỏi ý kiến gì của cc cả giống như các bạn biết mà khi mình buồn đó mình có ai đó mình tâm sự là bảo đảm rằng cái nỗi buồn đó nó sẽ vơi đi thì các bạn hãy vào để an ủi cô em và bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy lắng nghe tâm sự của cô em là gì ạ? Anh mang em qua tới Mỹ được 7 năm thì em và anh ly dị. Ly dị một cách lãng nhất mà. Tự nhiên anh về anh nói với em là vợ anh, vợ cũ đó bị ung thư. Bác sĩ nói là không còn được bao lâu nữa. Nhưng mà cô ấy với gia đình cổ thì không có hòa hợp. Cho nên là anh xin lỗi em Anh ly dị với em Để anh cưới của lại một lần nữa Được ngày nào hay ngày đó Tháng nào hay tháng đó Tới khi cổ ra đi thì thôi Vì đây cũng là người ơn người nghĩa của anh Rồi tụi anh mới nên vợ nên chồng Thì em tưởng là anh nói Thì anh nói vậy thôi Chứ làm gì mà có chuyện đó Em cũng cười cười Nhưng em không có quan tâm Em cũng không có đồng ý Tới khoảng 3 tháng sau Anh mới đưa tờ giấy ly dị ra cho em Em chân hẳn luôn Em nghĩ rằng là trời ơi muốn ly dị Muốn cưới nhau Bụng dễ lắm sao Sao mà ở bên Mỹ họ xem cái chuyện này bình thường vậy Em hiện tại cũng đang là vợ anh mà Mà em không có lỗi gì với anh hết Chỉ vì vợ cũ của anh Anh nói thì em biết thôi Nhưng mà thật sự có hay không Thì em cũng đâu biết được rồi anh muốn ly dị với em để cưới lại người vợ cũ rồi chờ khi cô ấy mất đi rồi. Như vậy em không chấp nhận được đâu. Thôi em cho anh một tuần lễ để anh suy nghĩ đó. Một là anh chọn em và con. Mà không biết sao anh nở lòng nào mà anh lại nói với mình như vậy. Nhưng mà nói đi phải nói lại, anh là một người chồng tuyệt vời, trên cả tuyệt vời. Anh yêu thương, anh chiều chuộng, anh lo lắng không nhẫn cho mình và cho cả gia đình mình ở bên Việt Nam. Phải nói anh là một người đàn ông tốt. Mà thậm chí đó đôi khi mình nghĩ đó. Đốt đuốc đi tìm một người chồng như anh đó. Nhưng mà không biết lý do vì sao anh ly dị với vợ thì mình không biết. Con của anh cũng lớn rồi. Anh lớn hơn mình tới 20 tuổi lận. Anh thật sự là một người chồng tốt. Mà cả gia đình mình. Đến nỗi đó. Bạn bè ai cũng nói rằng là mình rất là có phước khi lấy được người chồng này mình không tin các bạn mình không tin là vì cái câu chuyện như vậy mà anh ly dị mình mình thật sự là không tin nhưng mà rồi cuối cùng hai đứa cũng ly dị anh nói rằng là bây giờ anh không làm gì được nữa hết với số tiền anh có và anh chơi về stock thì anh đủ chăm sóc cho người vợ cũ của anh và cũng sẽ là người vợ mới cho tới khi cô ấy nhắm mắt ra đi vì đây là người ơn người nghĩa của anh cô ấy đã cứu anh một lần chết đi và sống lại cho nên dù cô ấy có như thế nào đi chăng nữa dù anh có lấy người vợ nào khác rồi đi chăng nữa trong trái tim cô ấy vẫn là trên hết vì cô ấy đã cứu lấy sinh mạng của anh anh chỉ kể như vậy thôi nhưng mà lúc mới quen nhau đó mình nghĩ là những cái gì người ta muốn kể thì người ta kể hoặc những cái gì mà mình muốn kể thì mình kể chứ thật sự là mình không có đi tìm hiểu về quá khứ của anh và mình cũng không có bắt buộc anh phải nói ra về cái quá khứ của anh nữa trong mấy năm sống với anh như vậy mình cảm thấy rất mãn nguyện rồi tại sao bây giờ lại xảy ra như vậy cho nên mình buồn lắm thì mình nghĩ rằng là thôi kệ đi anh muốn như vậy thì mình cứ chiều anh đi nhưng mà công an việc làm của mình thì mình vẫn phải có để mình nuôi con chứ các bạn mình làm neo giỏi lắm mình làm neo từ ở Việt Nam luôn mình vẽ rất là giỏi luôn thì khi qua tới Mỹ anh là chủ tiệm neo mình vào đó mình làm luôn mình làm giỏi đến mức độ mà ai cũng không ngờ hết anh được một cái là như vậy nè tiền mình làm được bao nhiêu đó anh để cho mình giữ hết tiền của anh và của thợ thì anh chi trả hết tụi mình muốn mua một căn nhà đó không có khó vì tiền mình làm rất là nhiều anh khuyên mình đó là khi có tiền ở bên mỹ này nên đầu tư vào bất động sản cái căn mà mình với anh ở lúc mà anh dọn đi đó là căn đó là nhà của anh thì khi anh ra đi đó mình có nói với anh là của chồng thì công vợ đã là vợ chồng thì cái gì cũng xe với nhau nếu anh quyết định bỏ em và con để đi ra khỏi nhà vì người vợ cũ của anh sắp xa lìa thế gian thì anh cứ làm đi khi mình nói đó nước mắt của mình trào ra và mình mong rằng anh nhìn thấy những giọt nước mắt đó đó anh suy nghĩ lại nhưng không anh đã nói là nghề nail của em em rất giỏi cho nên là anh sẽ tìm giúp cho em một người quản lý rồi mọi việc gì em cần thì cứ tiếp tục tiếp tục hỏi anh mình là bạn với nhau cũng được mà nhưng mà lúc đó đó thì thật sự mình không có chịu mình nói là không khi anh đã đi ra khỏi nhà rồi thì chúng ta thôi luôn đi. Biết đâu em sẽ tìm được người khác. Mà cái căn nhà này là căn nhà của anh đó các bạn. Anh để lại cho hai mẹ con ở. Anh chỉ nói là đưa cho anh 50 ngàn thôi. Anh không lấy nhiều đâu. Để anh cầm 50 ngàn đó, anh đi. Là coi như không có nợ nần gì nhau. Mà căn nhà của anh là 350 ngàn Chỉ còn thiếu nợ lại có 120 ngàn thôi Mình dư sức trả cái 120 ngàn đó Nhưng mình vẫn muốn để trả góp các bạn Rồi anh nói rằng là hãy ráng cố gắng sống Vì anh có một lời hứa với cô ấy Cho nên là anh xin lỗi hai mẹ con Hãy tha thứ cho anh mình nghe câu chuyện này mình thấy kỳ lắm các bạn mình có tin nhưng mà thôi mình cũng người làm ra tiền mà với lại mình nghĩ rằng là lý do gì thì cũng không biết nhưng mà anh không thể đối xử với mình với con như vậy nhưng mà chắc có thể là cái tôi của mình cũng quá lớn tôi giỏi như vậy đó mà tôi cũng thương yêu anh như vậy đó anh cũng phải thấy hai mẹ con tôi như thế nào thì anh mới yêu thương và chăm sóc không những anh chăm sóc cho tôi mà luôn cả gia đình tôi ở bên Việt Nam anh cũng thương yêu như vậy mà bây giờ vì một lý do người vợ cũ anh bị bệnh ung thư bác sĩ chê rồi mà anh đành bỏ hai mẹ con của tôi để đi về với cô ấy thì vì khi em chia tay với ông xã đó thì em muốn giữ lấy cái tiệm và cái nhà cho nên em mới phải dành hết thời gian của mình vào cái nhà và cái tiệm này đi cày dữ lắm quà tặng hoặc là những chuyện đột xuất em nhờ anh cái nào em nhờ em mượn tiền thì em trả chẳng hạn như em đi làm bận quá gia đình em ở việt nam cần tiền thì em nhờ anh anh ơi tới đó gửi tiền giùm em rồi khi gặp lại là em trả chưa có bao giờ em xù anh hết rồi thí dụ như con em ở trường em đi đón không kịp em nhờ anh hai năm trôi qua thì mình quen với một anh anh ở cuối đường mình ở đầu đường những ngày thứ bảy chủ nhật em vẫn đi làm em đi làm nhiều lắm sau này đó thì mình nghĩ là làm việc thì làm mình nghĩ một tuần một ngày ngày nào đẹp trời mình dẫn con đi bộ đi vòng vòng vậy đó thì mỗi lần đi ngang qua hay gặp anh này ngồi trước nhà lắm ảnh cứ chào hai mẹ con vì mình ở cái khu này là nói chung là cũng khá lắm không có thấy người việt thế là từ từ anh hỏi thăm thì anh mới biết và anh mới nói rằng là chồng của em là bạn của anh đó nhưng mà chỉ là bạn thôi chứ cũng không có thân gì hàng xóm rồi anh hàng xóm đó cứ chọc ghẹo mình hoài như vậy đó chỉ trong vòng 9 tháng thôi thì mình và anh ấy đã ở chung với nhau hai năm tụi em rất là hạnh phúc nhà ai người đó ở tối có khi anh qua em có khi em qua anh anh đó chưa có con em thì có một đứa con trai nhà anh ấy đẹp lắm thì anh ấy cũng là người độc thân anh ấy lấy một người vợ mỹ và sau đó thì cũng ly dị anh làm về bất động sản trong ba tháng ở chung với anh ấy tìm hiểu thì mình cảm thấy rằng có thể đây đúng là người để cho mình chọn lựa để đi tới hết cuộc đời này kéo dài thêm nửa năm nữa mình đồng ý và sau đó mình đã bán cái căn nhà mà của người chồng trước để lại trước khi bán mình có gọi anh ấy để hỏi anh ấy xem là bây giờ em bán căn nhà này em cũng đã có bạn trai mới rồi thì anh nghĩ như thế nào thì anh mới nói là khi anh ra đi đã có luật sư làm giấy tờ là cho lại hai mẹ con khi đã cho rồi đó là của em và của con em muốn như thế nào thì tùy ý em Bây giờ em cũng tìm được nửa còn lại rồi Thì anh chúc phúc em Thì lúc đó mình mới nhớ là mình hỏi Vậy thì vợ của anh Bây giờ như thế nào rồi Thì anh mới nói là cô ấy vẫn vậy Rồi mình mới nói là Sau anh nói với em là bác sĩ nói là Chỉ còn có Bao nhiêu ngày bao nhiêu tháng thôi là chị ấy ra đi Mà bây giờ đã hơn 2 năm rồi Gần 3 năm rồi Chị ấy vẫn như vậy Thì tự nhiên mình nói ra câu đó Anh giận mình Cặp mắt ảnh sắc lên và giống như là ảnh nói với mình là em nghĩ như thế nào từ ở cửa miệng em em có thể nói ra câu đó em muốn người ta chết em mới vừa lòng sao trái tim nhân hậu của em ở đâu rồi em để ở đâu rồi em có giận anh em có hận anh em nguyền rủa anh đúng được vì anh đã bỏ rơi hai mẹ con em nhưng anh cấm em không được xúc phạm tới cô ấy trời ơi các bạn có biết không khi mình nghe tới như vậy đó người mình nó rung lên tay mình nắm chặt lại mình cứng đơ luôn đó các bạn mình không thể nói được một câu nào nữa hết rồi thôi mình đi mình đi ra xe mình ngồi cả tiếng đồng hồ luôn cũng không lái xe về được sau đó thì người bạn trai mới của mình đó mới gọi thì người bạn trai mới nói em đi lâu quá cho nên là anh gọi thì mình mới kể cho anh nghe hết sự việc là như vậy thì anh mới nói là thôi Em đang bị như vậy đừng lái xe về Em ở đó đi Rồi anh sẽ chở con Tới đón em về Xe để đó không sao đâu Nhưng mà khi anh tới rồi thì thời gian ngồi đó cũng đã lâu Mình cũng đã lấy lại bình tĩnh rồi Anh có chở con mình tới nữa Cho nên là sau đó thì Anh cảm thấy mình ok Cho nên là hai người lái hai xe về Mình về nhà ảnh và sau đó mình có quyết định Ảnh nói như vậy thì bán căn nhà này luôn đi Chứ thật ra đó suy nghĩ của mình đó, mình muốn để căn nhà này lại cho tới khi ảnh quay về đó các bạn nhưng mà mình nghĩ là chắc mất ảnh mãi mãi rồi thì bây giờ mình muốn hỏi khán thính giả của kênh chị cc cuộc sống mỹ mình có nên tiếp tục chờ đợi không chờ cho cô ấy về cõi vĩnh hằng rồi mình sẽ tái hợp lại với chồng của mình cha của đứa con mình hay không mình có nên chờ đợi tiếp không hay là mình nên bước thêm một bước nữa với lại một cái người hàng xóm. Các bạn cho mình ý kiến đi. Hãy giúp mình đi. Khi nghe xong câu chuyện này buồn quá các bạn. Cô kể tới đó rồi cô khóc rất nhiều. Cho nên là CC nói thôi được rồi. Chờ khán giả tâm sự chia sẻ đi. Vì kênh của CC đó, CC thấy đa số các anh chị hiểu biết rất nhiều. Và anh chị cũng ở Mỹ nhiều lắm. Biết đâu sẽ có được nhiều lời bình luận em hãy vào để đọc nha thì cô em nói cảm ơn chị chị bệnh mà chị cũng dành một chút thời gian cho em em cảm ơn lắm chị đăng đêm nay hả chị thì vì cô em nói câu đó thôi cc cũng ráng ngồi để làm cho xong video này cc hy vọng khán thính giả của cc hãy cho cô em những lời an ủi trong lúc cô em đang rất buồn như vậy và cc xin được tạm ngừng video ở đây kính chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ bình an và hạnh phúc hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo xin cảm ơn